kính chào mọi người đang đến với chương trình Biệt đội X6. Nhìn đây thì mọi người có đoán ra được ta là ai không? Ta đã một lần tham gia vào Biệt đội X6 rồi, đã một lần chiến thắng Biệt đội X6 luôn. Cho nên là ngày hôm nay với tham vọng lần nữa, ta sẽ thâu tóm Biệt đội X6. Nhưng mà ngày hôm nay xuất hiện tại đây, ta đem đến hai trai đẹp tham gia cùng với ta. Đây là binh lính của ta và ngày hôm nay ta sẽ đánh bại Biệt đội X6 một lần nữa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Yes. Bây giờ hai người hãy nói về thế mạnh của mình ngày hôm nay đi. Thế mạnh của ta là chiều cao. Ta có góc nhìn rất xa, có thể nhìn được đối phương từ rất xa. Wow. Mạnh thiệt nhở? Mọi người, thế mạnh của ta chính là chiều thấp. Khi mà ta thấp thì ta có thể linh hoạt được hơn những cái thằng cao. Bây giờ ta sẽ nói cho các người biết. Và ngày hôm nay thì đội chúng ta là đội thách đấu với Biệt đội X6, cho nên chúng ta phải thực hiện được thử thách. Bây giờ giao cho người có chiều cao như thế này, làm sao mà dụ được Biệt đội X6 tham gia chơi xích đu thì chúng ta sẽ được một điểm. Chơi xích đu à? Ừ, làm sao đấy, suy nghĩ đi. Còn ngươi, làm sao cho cô ấy trượt được cầu thủ xuống? Ok rồi, hiểu rồi, nhất trí. Góc phố nơi anh cành ngọc lan xòa bóng ma, tòa hương bát ngát. Không chấp nhận được, thiệt á. Tôi không thể nào chấp nhận cái tinh thần của chị Cát Tường và Quang Bảo được. Bực bội à. Lần trước nó bỏ tụi mình đi à, bán gái cho tụi mình đi là thách đấu với đội kia rồi. Trời ơi, bán cái gì đâu mà ăn ớt bột ớt quá trời. Tội nghiệp nhất là Lan Trinh. Tội nghiệp nhất là cái bao tử của tôi. Đáng hận nhất là Quang Bảo. Tự nhiên tại sao là đi bơi, qua túc là Lan đi bơi, thi đi bơi 10 câu chuyện là giống như là người ta tưởng nhớ về cái câu chuyện 10 năm về trước khi người ta có quá nhiều quy chương. Đúng rồi, mà bây giờ lần này thì sao? Quy chương ngược. Quy chương ngược. Hạng nhì từ dưới đếm lên. Ờ. Mang nhục. Không lẽ giờ mình lại đấu với một cái đội mới nữa? Tôi có một ý kiến. Sao bây giờ lại bắt đầu diễn vào di quý phải không? Không, tôi nghĩ là mình nên trục xuất hai người đó đi luôn. Bây giờ mình phải casting Biệt đội X6. Ok. New generation. Đúng. Chính xác. Bây giờ thử ví đi. Ví dụ thích ai? Nếu mà cỡ chị Tường thì có thể ai vô được? Cỡ chị Tường là chỉ có Thúy Nga thế vô thôi. Thúy Nga. Trời ơi. Mà phải chịu hồi chỉ từ Mỹ bay về đây đi vậy. Không á. Chị Lê Giang thì sao? Chị không, Lê Giang được. Lê Giang. Thấy cái tính Lê Lộc vậy thì nghĩ là Lê Giang là gấp 10 lần vậy nữa. Không, bây giờ bà chửi mình còn tệ hơn là bà Tường. Ủa, hồi xưa chị Tường chị cũng chửi tụi mình mà ra. Chị thấy là chị nghiệp tụ vành môi nhiều quá cho nên là chị bớt chửi lại. Được. Thế còn Quang Tường. Bảo thế ai? Quang Bảo có rất là nhiều sự lựa chọn. Quá nhiều. Quá nhiều sự lựa chọn trai con. Đẹp. Nên con dư sức thế. Dư sức thế. Thôi bây giờ tôi cần khỏe và duyên. Rồi tin nhắn tới. Các bạn hãy dựa vào hình gợi ý của chương trình đi gặp đoán xem ba khánh mệnh đây là vậy? Ai. Vậy? Cái gì vậy? Ôi, ai tôi xin cái này rồi. Khi y sĩ rồi. Ai da, đau quá vậy? Đấm vô tay người ta. À, trong lúc này thì hai người phải cầm hai trái sầu riêng, một người còn lại cầm một trái mãng cầu gai. Chỉ khi nào đoán được đúng người thì mới được bỏ mấy cái vật này xuống. Trời ơi. Gợi ý là gì vậy? Có chị Nam Thư, có Bảo Đàm Phương Linh, có chị Mỹ Tam nè, có anh Đan Trường, Phát La nè. Theo kinh nghiệm cá nhân rồi, cái hình này không bao giờ có ích gì hết á. Đúng rồi. Kinh nghiệm cá nhân bao nhiêu lần rồi, chúng ta đi vô thẳng trực tiếp. Ở mình dục đi. Ôi nặng tay quá. Đứng như tượng bên kia kìa, là ai vậy? Cái khuôn mặt này hơi giống Tiến Công à. Bảo nè, bạn Bảo MC nhỏ nhỏ nè. Đứng tượng luôn á hả? Thần chết ở đây nè mấy đứa. Thần chết ngụy trang. Trời ơi, hay vậy? Thần gái chết, hả? Thần chết là một bạn nữ. Rồi, nữ hoàng Hy Lạp, bước xuống đây luôn, nữ hoàng Hy Lạp. Nữ nguyên trái khế bự mà. Nữ Rồi, cướp biển Caribe. Có trái khế. Mời bé xuống đây. Nhìn cái tướng rất giống Đàm Phương Linh. Đàm Phương Linh rồi, xịt dầu thơm nè. Cái mùi dầu thơm này không thoát đi đâu được hết á. Mốt quá, làm mà che mặt xịt bớt ít lại nha. Trời, cái tóc. Trời ơi, dẹp đi. Mốt mình đi quay thì bỏ bớt bớt lại. Người rung rung cái gì? Xịt dầu thơm. Cười thì cười chứ không có rung rung. Chị còn muốn ăn hết. Đi trốn không khỏe. Thì người ta quay lại thì tất nhiên nó phải biết thôi. Trời ơi, mồ hôi quá. Nè. Hấn bị lem luôn kìa. Ông này là ông Bảo mà. Bảo em thi Bảo gì đó. Bảo trẻ đó. Không phải.
Đây cao quá. Đây cao quá vậy. Trời. Bùi quá đi, tao không gửi được. Nè. Dễ thương quá, có cái gì đó, cái gì đang khẩn nè. Đúng rồi. Có phải chi hết quên em rồi? Ừ, không. Sao bà phép bà nào bà không biết mà bà không nhớ gì vậy? Nè. Đi trái tim của em là ai? Đánh mời. Em vô tâm. Đánh mời mê tôi chứ không sai. Chị sĩ Thăng. Bà nhau không? Không. Để bà đấy. Cao cao kiểu này thì mình phải nhường tìm cái dáng người mẫu. Em có 6 múi không em? Em một múi thôi. À, một múi thôi. Ai ấy? Em có một múi, em mấy múi vậy? Ê, có phải là... Trời ơi, tôi quên tên. Em là một người hoạt động trên cộng đồng mạng và những người nào mà hay theo dõi Facebook thì sẽ biết đến em. Đơn Nguyễn, khoai lang thang. Khoai lang thang hả? Đấy, em đã từng quay với chị Nicole Lan Trinh một lần. Trời ơi, chị nào? Trời ơi, lần nào cũng vậy Trinh ơi. Là vô tâm. Lần nào ấy giống như... Chị làm rẻ lâu. Chị làm rẻ lâu. Mới gặp nhau cách đây có một năm thôi. Mới gặp ra đây một năm thôi. Bây giờ á, Trinh phải nói được rằng ít nhất là cái show gì bạn tham gia mà bạn bị làm rẻ lau. Đồ lau nhà. Bạn nghĩ sao tôi ra Hà Nội lúc nào tôi cũng mềm như cái dẻ vậy đó. Vậy hả? Tôi cũng bị hành. Bộ ra tới đó là bị quần dữ lắm hả? Bạn không được thì mời chị. Rồi. Bạn này tên Trung. Trung. Sai. Tại người Bắc 57% người tên Trung. Phải đi em. Sai. Rồi mời. Thôi mấy dòng thôi. Ê, dập. Sao em với chị là quen nhau hả? Chúng mình quen nhau, rất quen nhau. Thực ra thù chị lâu rồi, kết trời bạn Facebook ơi. Nhưng mà không bao giờ inbox. Trời ơi. Nên là phải sao bạn của em là ai mà quen qua chị? Trượt cầu tuột. Mong muốn nãy giờ của em là được trượt cầu tuột lắm mà không ai cho em trượt cả. Người em quen chị mở rồi, dĩ vãng nhận nhà rồi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Ủa, bà đang bị phạt á hả Thanh? Ủa? Đang tâm sự mà tâm sự tuổi hồng à? Thử thách cái gì mà như tâm sự tuổi hồng này? Vậy đó, anh bận lắm. Anh đang đoán coi hai bạn này là ai nè. Tôi biết người này là ai rồi. Người này là ai? Quốc Anh Trung. Hay em có quyền biểu hiệu là Dương Trung. Là thằng nhóc này. Là thằng nhóc này. Đủ chưa? Đó, Vĩnh chính xác rồi. Mở cái mặt ra để chị chạy chọi nguyên trái sầu riêng vô mặt mẹ. Lẹ, nặng quá. Em có thể đổi lấy chai nhà chị không? Đổi một bạn không? Ba năm rồi. Đây là lý do mà tại sao tới bây giờ tụi tôi còn thân nhau tới bây giờ. Chai nhà chị có một sự lựa chọn thôi à. Như vậy là chuốn. Nhưng mà em là lừa chị ra đu mà, đúng không? Đấy. Thế thì là... Mê trai, đi thẳng ra xích thù đu. Bà thấy chưa? Quân Linh là cửa gì dụ tôi lên vượt cầu tuột. Ví dụ anh phải lên đó, trèo lên cái cột đó. Khoảng chừng 10 mét thôi. 10 mét dữ vậy bà? 2 mét thôi cũng khó nữa. 2 mét thôi là còn... 2 mét rồi làm đi. 2 mét là giỏi lắm đấy em. Hãy có 2 luôn đấy. Hot Boy MV Việt Nam. Ủa là em? Trèo thật hả? Trèo. Trèo nhá, không phải đu đâu. Trèo và giữ nha. Trèo và giữ. Trời đất, nó cũng vừa làm nữa. Rồi, giữ nó đi. 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bỏ đếm ở đâu vậy, Nguyễn Linh? Rồi, tạm. Bây giờ nghỉ hình phạt các bạn kia, tôi biết là ai rồi. Bạn là ai? Bạn này chính là Huy Công. Huy Công. Huy Công. Huy Cung. Không, thế là bạn sai rồi. Chị quay chương trình nào với em rồi mà còn làm dễ lao? Chị quay chương trình... Tháo mặt lên đi rồi nói. Em quên cái tên rồi. Thế chị có thể lên mạng search Facebook của chị vẫn kết bạn với em đấy. Đây là phải phạt nàng. Rồi bây giờ chị cho em phạt Miko luôn đó. Mời chị Miko Lan Trinh lên đây và trèo cái cột này.
Mà chị phải lên tập đây nha. Em nghĩ đủ năm như chị làm sao mà lên. Mấy tháng tập yoga coi. Cái gì? Mấy tháng tập yoga thể hiện chính mình đi. Đi rồi, cô giáo đuổi rồi. Tại vì mập quá. Chủ nha, bây giờ xoay nha. Bây giờ chị bám chắc ở chậu thôi. Hôm nay hành tôi quá vậy. Rồi, em xoay. Quay. Xoay. Thành Nico Lanco rồi. Cái chân của tôi đâu? Hôm nay là bên bển là trai hơi ngon đúng không? Không, tự nhiên hôm nay mình muốn chia đội lại á. Bên đâu có thể qua bên đi em lại đi. Em cũng đợi. Ok, dĩ nhiên tôi luôn luôn muốn về đội Phương Linh chứ thiệt cho các bạn nghĩ sao. Vậy bước anh qua đây đi hả? Đi liền. Đi liền. Em tin giờ khả năng của anh đi. Ok chứ hả? Ok chứ hả? Trời chứ. Em hay vô ok thì em ok rồi. Em ok. Đổi mà hời vậy luôn hết trời. Trời ơi, chứ bây giờ đổi mà hí hời vậy luôn. Tự nhiên đóng được. Em bắt nó bên cười hoài chứ. Nè, máy quay đề nghị máy quay bắt cận gương mặt của hai đứa này. Nhất là con mẹ qua tỷ. Hời quá. Nà, chưa chắc à, chưa chắc của thơm là của ngon đâu. Bây giờ người ta nhìn đã mắt trước đã. Không cần đâu, không cần thơm cái đã. Chơi với nhau 3 năm rồi, ok. Tôi biết các bạn cũng ngán tôi lắm. Thơm cái đã. Rồi, bây giờ tất cả các thành viên đã sẵn sàng. Lan Trinh cũng đã mở sáng được con mắt ở trong giây phút buồn ngủ ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cuộc chơi. Rồi, mỗi đội sẽ được cấp một cái muỗng inox, một trái sầu riêng. Trong thời gian tối đa 5 phút, phải tự bổ và ăn hết trái sầu riêng đó. Phân công như sau: hai người phối hợp bổ, một người chỉ được dùng tay trái, người kia dùng tay phải. Hai tay còn lại thì buộc vào nhau, người ăn không được dùng tay. Trong thời gian quy định có quyền đổi người ăn. Hoàn thành nhiệm vụ ăn xong trước là một điểm. Đó, ok, em có biết ăn sầu riêng không? Trời, sầu riêng mà không biết ăn. Em ăn đấy. Anh vậy? Em ăn hả? Ừ. Ok, một mình mày ăn hết được không? Ủa, mày ăn sao? Mấy muối trong này? Trong khoảng 6 muối. Em biết tách sầu riêng không? Em biết ăn sầu riêng không? Em không biết ăn sầu riêng, em sợ sầu riêng. Mày biết tách sầu riêng không? Một người ghét ăn làm sao mà có thể bắt đầu bổ được cái chứ. Về đại đội vậy. Không biết ăn sầu riêng, không biết tách sầu riêng, để cho đi, không nhận lại. Em á, em đứng thôi. Rồi, ok, nè, buộc tay vô hai đứa mình phải không? Đúng, tay trái tay phải. Đáng em ăn phải không? Em vậy em buộc tay, em buộc chị biết bổ tay anh, buộc tay anh, anh tay trái vào tay em như nào? Đúng rồi, đây được không? Đúng không vậy nha, nhưng mà phải buộc chặt vô. Giây phút này các bạn được kết đôi với nhau. Rất là chặt. Để cái tay vậy thấy có vẻ không có ổn lắm á, để vậy đi. Ủa anh, năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 20 ạ. Rồi 20 là nhỏ, chị Trinh có 10 tuổi không sao? Im đi, im đi. Chị mình đem cái tay này. Rồi giữ giữ. Ráng đi, ráng đi. Một tay thôi. Ê, coi chừng trái sầu riêng nó rớt. Em nó có một cái đường hẻm. Rồi, đúng rồi, nè. Tôi bẻ đi. Mọi người à, cặp này giống như đôi chim sâu. Không, nhau. Rồi, hai người cầm hai cái bên đầu là tách là được rồi. Giữ, giữ, giữ. Một, hai. Đó. Từ từ. Cái cục ở đây cho em đi. Từ từ. Bà này hàm ăn vậy. Không phải, em ăn trước thời gian trước. Thả cái hộp ra. Trời ơi, người ta tách cái được kìa, hai chế. Còn nó còn nhiều lắm. Rồi, rớt. Thế tôi. Còn em. Ngon quá. Rồi, bây giờ ai bóc ốc bóc cho tôi ăn đi. Ủa, vậy luôn hả? Ừ, đâu có cấm đâu. Thế là nhiều quá. Chết rồi, sao mà ăn cho hết? Thế thôi. Được không? Rồi, đây. Ủa, mà ăn cũng phải ngon. Một người ăn. Ê, quá. Có ai biết ăn không đấy? Đó, ok. Giữ lại. Rồi. Cái này phải ăn hết cả quả này à? Đúng rồi. Mình chỉ ăn được hết đâu. Không ăn được hết thì thôi, mỗi người một miếng ăn nốt đi anh. Rồi. Ui, tại sao hai người có thể ăn được cái món này nhỉ? Ăn đi. Ăn vô. Em ăn thử không em? Ăn thử đi. Bị rồi.
được không, được không? Còn hằng thế. Hằng lắm. Nè được chứ, bà Thanh. Nè lên. Tới cái điện rớt. Rớt là thua ấy. Ăn đi, nín thở. Nín thở. Mau lên. Đúng. Thương quá à, nhìn tội. Lẹ lên nào. Xong rồi, bên kia còn nhiều quá. Ê, bên kia người ta ăn thần tốc kìa. Ê, bên kia ăn, không có lúc mi. Đưa hả? Đưa em, còn bị lúc mi. Rồi mày ăn đi, mày ăn giùm tao đi. Tao khó thở quá. Được chưa, được chưa, được chưa. Vô 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 hát, vô hát, vô hát. Ừ. Rồi. Rồi. Sao rồi? Sao? Hoa, hoa. Anh nè. À. À. Ê, chưa có xong. Rồi, đúng rồi. Lấy bà đi chưa xong. Thôi, người ta xong lắm rồi. Em đau bụng luôn rồi đó. Yeah. Yeah. Rồi. Đây, 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 đây. Như vậy là một đều nha. Một đều rồi. Sao một đều? Thì đúng rồi, bên đây có một điểm bộ. Một điểm từ đầu. Bên đây cũng có điểm vậy? Đâu có, tại bán bên đó là giờ đổi mấy bạn. Đổi bán rồi, bán rồi. Hiểu không? Đấy. Đổi rồi, bên đây mình có một điểm nè. Thế thì là hòa. Vô. Ê. Cái gì đó lộn. Ngồi đây nè. Ngồi cái phịch xuống đây nè. Dạ. Trời ơi, cái gì? Ok, tin nhắn cũng đã tới. Dựa vào các chai ở đây thì chúng ta có thể đoán rằng chúng ta sẽ đi bán về chai. Ở đây có bong bóng và có nước. Tôi nghĩ là mình sẽ vừa thở bong bóng và bỏ nước vô. Trong tổng thời gian 5 phút, dựa vào những vật dụng chương trình cung cấp, mỗi đội chỉ được chọn và lấy 3 món. 2 phút đầu nếu tự suy nghĩ ra được nhiệm vụ và hoàn thành thì được 2 điểm. 3 phút cuối cùng, chương trình sẽ nhắn tin công bố nội dung thử thách. Nếu hoàn thành theo yêu cầu, 1 điểm chương trình cung cấp. Chọn 3 món xong đoán. Rồi anh hiểu rồi, anh hiểu ý rồi, anh hiểu rồi. Tức là nhiệm vụ của bên đây chắc chắn anh nghĩ rằng là làm ở sao làm bể được cái nhiệm vụ. Bằng những bằng cái lấy cái hơi bên này, coca. Tốt coca thì lấy bên bóng rồi dại xong rồi khỏi bên bóng bằng cái để lấy 3 món này đi. Không, chị lấy coca em lấy bên bóng. Đấy, đúng rồi. Đấy, lấy bên khác đúng rồi, lấy bóng. Lấy bóng nhiều chưa? Vì lấy bằng gom hết vậy phải để trái bóng cho người ta chứ. Thôi giờ làm đi, giờ mình làm đi. Hay ngồi lên ghế mất mới hay ngồi hàng vậy? Nó có lên nhiều không? Ví dụ thả một cục nó lên nhiều không? Phụt như kiểu là thành phố Hoa ấy. Thế làm sao? Làm sao? Thế làm sao? Nè để sẵn vậy con. À chuẩn bị nha. Đúng rồi rồi, coi chân bé coi, chân bé. Chụp. Nữa đi. Phụt hết cả người rồi. Thua luôn. Đấy, trời khó vậy. Chờ anh xíu. Anh có chìa khóa không? Đây. Cuộc đời không bao giờ có thứ gì làm khó được anh cuộc đời này hết á. Các bạn đọc đi hả? Đọc tin nhắn kìa. Các bạn hãy tìm cách thổi bong bóng mà không dùng nước. Đúng rồi. Hay bơm bằng các vật dụng đã lấy. Trời. Bóng phải to ít nhất bằng quả tin nhắn của chúng ta. To hơn rồi. Mày đấy. Đội mình không được gì, chỉ có thông minh thôi. Nhanh tay để chân nữa. Lên giật cho nó ngọt liền. Ủa nhưng mà ví dụ mình chỉ cần phải thổi bong bóng thôi mà. Được, mình chỉ cần thổi cái này xong rồi mình bọc cái này xong rồi mình bóp cái bóng. À đúng. Nó nổi, thổi rồi. Thế nó đang lên kìa, nó đang lên kìa. Ok, rồi. Hoa học xịt. Rồi bây giờ bập vô đi đủ á. Ai chơi thế? Mình bóp cho nó khí nó thổi. Đang nè. Ai chơi? Nó cần cỡ nào? Đây. Bự cỡ này nè. Chương trình vừa nhắn tin các bạn hãy bỏ cuộc đi. Phần thắng đáp được thuộc về đội. Quang Anh, Quang Anh thấy qua đội hai chị gái đẹp thấy được hay không? Quá chuẩn, chị quá hoàn hảo. Trực tiếp vô đó luôn. Tụi mình giống như đang chơi thí nghiệm. Ở đây không? Họ bây giờ muốn thắng bằng cái cách này mới được. Đúng rồi. Thì mình không được quyền chọn nữa. Rồi lên là kẻ. Rồi. Cho nó vô. Bự hơn này mà. Có bự hơn đi xong rồi có điện. Sắp được rồi. Dư sức. Tại em bóp đầu trên mà anh đi lên. Chào, xin chào hai người bạn nhé. Mình sang đúng đội rồi. Chưa biết được đâu em.
Còn cả giấm nữa. Coca là quá đủ rồi. Bé ngoan, đứt cái miệng rồi. Yeah. Ok, giỏi. Bên này là bóng toàn khí, bên này là bóng nửa khí nửa nước, còn bên này là bóng nước. Bên này quá nhiều. Không nước. Hồi nãy còn định nghĩ lấy chai nước mình bỏ vô cho nó là gọn. Vậy là hai đội Sĩ Thanh hoàn thành trước 2 điểm, đội bên kia hoàn thành đúng giờ không? Đúng chứ. Không điểm. Đúng không? 12 giây được 1 điểm. 1 điểm. Vậy là kết quả là 3-2. 3-2. Trò chơi tiếp theo rất là thú vị, tự di chuyển từ công viên Tao Đàn, tour ẩm thực các nhà hàng. Tại mỗi điểm sẽ thực hiện một nhiệm vụ để tìm ra một người thua và phải đi xe đạp. 5 người thắng còn lại thì đi xe hơi. Người đi đạp xe phải thực hiện nhiệm vụ hoàn thành thì cộng được 1 điểm cho đội của mình. 5 người đi xe hơi phải thực hiện nhiệm vụ đối kháng, đấu cặp trên xe, hoàn thành thì được 1 điểm. Đội có số thành viên phải đi xe đạp ít hơn thì cộng 1 điểm. Nhiệm vụ tại công viên Tao Đàn: dùng đầu để dựng lò xo nhựa trên trán, bắt cặp để thi đối kháng, đội thắng nhiều hơn được điểm, đội thua sẽ phải cử một người đi xe đạp. Thôi đừng có thử mà chơi luôn đi nè. Rồi, chơi bắt cặp. Chia cặp kìa. Bây giờ bắt cặp đi nè. Ghê, Thanh muốn chơi bắt xô không? Luôn đi. Chơi luôn đi. Để nghiêng hay là để ngay chán? Sĩ Thanh cố lên. Một phát hay là nhiều phát đấy? Ý gì nó là mà mình muốn mình cũng được kiểu bị theo á. Hoạt động cái cơ cổ à, cơ cổ nào. Chậm thôi. Rất khó luôn. Mà phải ngửa mặt ra luôn. Mày sẽ gặp bạn đông đấy. Nên chắc phải vậy á bác Dương ơi. Về chứ ngày mai đau cổ luôn Thanh. Cái gì? Ô, mình thắng cho sạch anh ơi. Không thể chờ. Ai chơi kì ấy? Chơi kì ấy? Đá miễn là được đúng không? Miễn là được. Được nha. Đi. Quên. Thôi. Đây. Chị cầm này này. Nhẹ luôn. Ôi, vì nó không, nó cũng không ngồi nữa. Em né nó ra. Rồi. Lên. Vì nó không, nó rồi, không từ, từ 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 từ. Rồi. Đâu? Đâu rồi, bắt đầu thắng rồi. Con nón ngon hơn kìa. Trời ơi, đàn ông trai mà chơi kỳ quá thiệt luôn. Xong rồi. Ủa vậy luôn á hả? Chơi thực tế chinh thử á, đổi thế. Bà hết cái thì bà dùng thôi, em bà bảo chơi thực tế. Chinh đổi thế à? Rồi. Vẫn chưa được Trinh ơi, vẫn chưa được Trinh ơi. Lên bằng cách nào? Cái gì chơi thử tám. Xin lỗi em. Đến luôn mọi người ạ. Chết chà. Không được đâu mấy con, nó dài lắm, mở mà chưa tới rộng thức đó đâu. Chị phải để chỗ nào? Em cảm thấy cái chỗ vị trí nào mà em thăng bằng nhất? Em cảm thấy cái chỗ nào em thăng bằng nhất? Đấy, thăng bằng nhất rồi. Chỗ đó thăng bằng nhất đúng không? Để hai mình hỗ trợ cho nhau đi em. Ok vậy. Thôi chị, thôi chị. Hai mình hỗ trợ. Mình là kẻ thù của nhau. Đây, thử lên tìm mình hỗ trợ nhau đi. Em vẫn nhớ cái điện thoại của em đấy. Cố gắng lên. Đấy, được rồi. Mình ráng hấp từ từ. Nó trơn á. Không sao, đúng rồi. Chị có thể về cắt xong rồi slow motion này được không? Mệt quá. Yeah. Ai vậy? Thật là đàng hoàng. Mãi phục. Woo.
Như vậy có nghĩa rằng là đội bên kia đi xe đạp đúng không? Quốc Anh à? Ôi à, em biết mà. Đừng có nhìn em kiểu đấy. Em không thích kiểu nhìn đấy. Rồi xong, đợi em cử Quốc Anh. Cái gì? Quốc Anh đạp xe từ đầu tới cuối luôn. Ờ, thì em quay lại đội đi. Em nghĩ em giật anh ra khỏi được Phương Linh sao? Dễ gì? Dễ gì? Dễ gì? Ủa là như Quốc Anh. Hãy di chuyển tới tiệm cà phê Bean tại số 27 Hàng Thuyên. 5 người trên xe mỗi đội sẽ phối hợp với nhau và sáng tác 10 câu thơ lục bát. Chủ đề tùy chọn nhưng các chữ đầu tiên hoặc chữ cuối cùng phải ghép lại để thành câu biệt đội X6 là một gia đình. Cái người mà đang đạp xe đạp thì phải mặc áo mưa và đội nón để thực hiện nhiệm vụ bí mật của họ. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển. Để lại cho bạn Quốc Anh. Rồi di chuyển nào. Đạp vai Quốc Anh. Ê, em không biết đường. Đi thôi mọi người. Tại sao trong 3 người mà tôi lại phải là người đi hả? Mà làm sao có thể vừa đi mà vừa học bài thơ cơ chứ? Chẳng đâu bằng chính nhà em có đàn chim sẻ bên thềm. Chẳng đâu bằng chính nhà em có đàn chim sẻ bên thềm níu lo, có nàng gà mái hoa mơ. Trời ơi, ngày xưa học dốt văn lắm, không nhớ đường, không thuộc thơ, lại còn mọi người nhìn nữa chứ. Chị Thành nhá, chị Sự Thành nhá. Rồi chị Lan Trinh nhá, hai người được đấy. Đội thua là phải ra thì chẳng khác. Ít là lễ cuối rồi, ít cuối mình. Tôi sẽ là sáng tác bài thơ. Ê, tụi mình tốt lắm, tốt hơn cái đó được quá ha. Người yêu chia xa. Ít lợi ta cùng chia ra. Được đó, được đó. Hòa ra hoặc nhau đi, tại A hoài cũng được, cũng kỳ. Khó quá. Không nhìn cái gì cả. Có nàng cả mái, có nàng cả mái. Ôi, tập trung nào, được. Có nàng cả mái hoa mơ, cục ta cục tắc. Khi vừa có nàng cả mái hoa mơ, xấu hổ quá. Xấu hổ quá, xe mặt lại. Trời không mưa lại mặc áo mưa, một mình đi trên đường, lại vừa đọc thơ. Nóng quá đi. Cứu. Học chơi kiểu gì trời ơi. Tôi đố chương trình một người nào có thể làm được đấy. Vừa đi xe, vừa xem Google Maps, vừa là học thơ. Không nhìn thấy cái gì đây này.